Thưa bà con nông dân và quý vị xem đài thân mến, cùng với một số loài động vật hoang dã đã được con người thuần hóa nuôi dưỡng, hiện nay thì chim bồ câu được nhiều người chú ý đầu tư nuôi kinh tế. Chim bồ câu dễ nuôi, dễ chăm sóc. Tuy nhiên, muốn cho chim mau lớn, ít bệnh tật, người chăn nuôi cũng cần nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi. Chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bà con về vấn đề này qua sự hướng dẫn của kỹ sư Nguyễn Thị Phương Dung, công tác tại Trung tâm Khuyến Nông Bình Dương. Phần tiếp theo của chương trình là bản tin thông tin nhà nông. Mời bà con và quý vị theo dõi nội dung chương trình. Thưa bà con, nuôi bồ câu công nghiệp thì cái giống mà hiện tại đang được phát triển đó là bồ câu Pháp. Bồ câu Pháp thì có trọng lượng ra ràng của nó rất là cao, từ 530 đến 580 gram và nuôi ra ràng khoảng 28-30 ngày tuổi. Bồ câu ra ràng thì nó có chất lượng thịt nó thơm ngon và cái tỷ lệ protein cao, ít cái cholesterol và dùng để mà cho chăm sóc cho những người sau những cái căn bệnh hoặc là những cái người già yếu. Kính thưa bà con, thì khi mà nuôi bồ câu thì bà con cần có một số yếu tố cần chú ý như sau. Thứ nhất là vấn đề chọn giống. Thì cái phần chọn giống nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta chọn được những giống tốt thì nó sẽ được khai thác tối đa, làm tăng hiệu quả kinh tế của chúng ta. Thì chọn giống bồ câu thì bà con cần chú ý là chọn bồ câu phải lông bóng mướt, bồ câu phải khỏe mạnh, lanh lợi, ít có bệnh, không có bệnh tật. Đối với bồ câu mà khi nuôi sinh sản thì quá trình chọn giống thì tốt hơn hết bà con nên chọn giống ở cái bồ câu từ 4 đến 5 tháng tuổi. Bởi vì ở giai đoạn này á, thì bồ câu đã có cái sự thành thục sinh dục. Lúc đó thì chúng ta sẽ phân biệt cái trống mái nó dễ dàng hơn. Thì con trống thì đầu nó to hơn và nó thô hơn cái con mái. Con mái thì trọng lượng của nó nhỏ hơn, thanh hơn. Và con trống thì ở cái lúc từ thành thục sinh dục nó sẽ có tiếng gù. Về cái độ rộng xương chậu thì con trống nó hẹp hơn so với con mái. Tuy nhiên thì cái vấn đề này khi phân biệt trống mái là nó cũng rất là khó, phức tạp. Và khi chúng ta mua thì chúng ta cần ý kiến của các nhà chuyên môn hoặc là những người nuôi lâu năm có kinh nghiệm. Do bồ câu nó là loài đơn phối, vì vậy mà khi nuôi thì chúng ta sẽ nhốt từng cặp riêng lẻ với nhau. Thì mỗi một cặp thì có khai thác tối đa được 5 năm, tuy nhiên sau 3 năm sinh sản thì cái năng suất nó sẽ giảm. Và lúc này thì bà con phải chú ý là chúng ta chuẩn bị tăng đàn để có thể là khai thác, để thay đàn. Vấn đề thứ hai cần chú ý đó là về chuồng nuôi và các thiết bị nuôi. Thưa bà con, đối với lại chăn nuôi gia cầm, chuồng nuôi thì nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta tạo cái bầu tiểu khí hậu thông thoáng, mát thì quá trình nuôi nó sẽ tốt hơn. Đối với bồ câu thì điều kiện chuồng nuôi là phải thoáng, mát và yên tĩnh, tránh mưa tạt, gió lùa và hạn chế được cái sự xâm nhập của chó, mèo, chuột vào ăn chim non. Đặc biệt là chuồng sinh sản thì nó cần sự yên tĩnh, tránh những cái nơi ồn ào, có những tiếng động. Thì chuồng nuôi được chia làm hai loại, đó là chuồng quần thể và chuồng cá thể. Thì chuồng cá thể dùng để nuôi chim sinh sản khi chim được từ 5 đến 6 tháng tuổi và đã có sự kết đôi thì chúng ta sẽ đưa các cặp chim đó vào các cái lồng nuôi. Và ở mỗi lồng nuôi thì có cái diện tích là bà con thường hay gọi là 45 vuông, có nghĩa là chiều cao nó là 45, chiều sâu 45 và chiều rộng của nó là 45 cm. Mỗi một cái chuồng nuôi như thế này thì một cặp chim sinh sản, và đối với lại bồ câu mà chuẩn bị lên chuẩn bị mà lẻ mẹ thì chúng ta cũng có thể nuôi được 4 đến 6 con. Đối với chuồng quần thể hay còn gọi là chuồng mà tập thể thì nuôi chim hậu bị từ 2 đến 6 tháng tuổi, thì tùy theo cái số lượng mà chúng ta thiết kế cái chuồng thì mật độ của nó là khoảng từ 10 đến 14 con trên một mét vuông. Và máng ăn, máng uống nó cũng phải phù hợp cho cái kiểu chuồng này. Đối với chuồng bầu câu thịt thì đối với loại chuồng này không cần máng ăn, máng uống và cái mật độ nuôi là khoảng từ 45 đến 50 con trên một mét vuông. Với mật độ dày đặc như vậy để hạn chế không gian mà chim nó đi lại
Và ở loại chuồng này thì không có món ăn món uống, tại vì chúng ta sẽ nhồi trực tiếp cho chim. Về ổ đẻ thì mỗi một ô sinh sản thì chúng ta chuẩn bị 2 cái ổ đẻ, bởi vì chim nó sẽ đẻ và nó ấp liền. Sau khi ấp 20 ngày thì nó sẽ nở, và sau khi nở được khoảng 10 ngày thì trong quá trình nuôi chim non thì nó cũng lại tiếp tục đẻ tiếp. Do đó là chúng ta phải chuẩn bị 2 cái ổ đẻ. Và tùy theo cái vật liệu mà bà con có thì bà con có thể chuẩn bị ổ đẻ là chiều ngang khoảng 20, chiều dài khoảng 25 và chiều cao khoảng 57 cm, hoặc bà con có thể mượn cái vật dụng có sẵn như là các loại rế vậy. Và ổ đẻ thì phải có rơm, các loại rơm khô để chúng ta lót, làm cho hạn chế cái quá trình mà nó bị bể trứng, vỡ trứng. Về món ăn món uống thì bà con có thể là mua món ăn món uống của nuôi gà để chúng ta thiết kế. Đối với món uống thì phải được vệ sinh hàng ngày. Nếu bà con thiết kế được cái hệ thống món uống tự động thì rất là tốt, rất là có lợi. Và món ăn món uống phải bố trí làm sao mà cho hạn chế cái việc mà chim nó đi phân ra bên ngoài, hoặc là làm rơi vãi thức ăn. Và tốt hơn hết thì món ăn món uống nên là treo bên ngoài. Do chim bồ câu nuôi nhốt cái năng suất nó lại cao, cho nên là chúng ta cần phải có cái máng thức ăn bổ sung, đó là khoáng vitamin. Máng khoáng vitamin cũng được treo ở bên ngoài để bổ sung thêm cái lượng khoáng và vitamin. Thì mật độ nuôi chim, nếu mà nuôi chim giò ở 28 ngày tuổi sau khi tách mẹ thì mật độ nuôi khoảng 20 đến 30 con trên 1 m². Và nuôi chim trưởng thành á, là từ 2 đến 6 tháng tuổi thì mật độ nuôi nó từ 10 đến 14 con trên 1 m². Về cái độ chiếu sáng thì chim bồ câu nó rất là nhạy với lại ánh sáng. Nếu mà thiếu ánh sáng thì năng suất nó sẽ giảm. Đối với lại chim sinh sản thì tối thiểu là một ngày phải có 13 giờ chiếu sáng. Do đó là chuồng trại mà thiết kế thì phải đảm bảo làm sao là cung cấp đầy đủ ánh sáng cho chim. Cũng có thể chúng ta thiết kế là bóng đèn 40W chiếu sáng vào ban đêm, nếu mà chúng ta nuôi với quy mô lớn, với cường độ là 4-5 W trên 1 m², thời gian chiếu sáng là khoảng 3-4 giờ. Về thức ăn cho chim thì đối với lại chim bồ câu ta nuôi thả rông bên ngoài thì thức ăn chủ yếu là các loại hạt. Tuy nhiên khi chúng ta nuôi nhốt, nuôi theo kiểu công nghiệp thì chúng ta có thể sử dụng cám của gà. Nơi nào mà có cái thức ăn cho chim bồ câu thì chúng ta sử dụng cho bồ câu, còn nếu không thì chúng ta sử dụng cám gà, loại cám có độ đạm tối thiểu là 16% đạm. Ngoài ra sẽ bổ sung thêm các loại hạt đậu như đậu xanh, đậu nành hoặc là gạo lứt, với tỷ lệ là 2 cám một cái thức ăn bổ sung. Về cách cho ăn thì mỗi ngày chúng ta sẽ cho ăn 2 lần, buổi sáng thì 8 đến 9 giờ, buổi chiều lúc 14 đến 15 giờ khi mà chúng ta đổ thức ăn. Thì thức ăn phải vừa đủ ở trong máng để hạn chế cái việc mà thừa thải, chim ăn không hết, sẽ như vậy sẽ làm một hao phí một khoản lượng thức ăn. Về định lượng thức ăn thì lượng thức ăn cho chim thì nó khoảng bằng 1/10 trọng lượng cơ thể. Thì đối với chim giò thì nó khoảng từ 2 đến 5 tháng tuổi thì cái lượng thức ăn 40 đến 50 gram cho một con một ngày. Đối với lại chim sinh sản mà 6 tháng tuổi trở đi á, nếu là nuôi con thì 125 đến 130 gram cho một đôi một ngày. Còn đây, nếu mà nó không nuôi con thì khoảng từ 90 đến 100 gram cho một đôi một ngày. Nếu là lượng thức ăn cho một đôi sinh sản ở một năm khoảng từ 45 đến 50 kg. Về nước uống thì chim bồ câu nó cũng cần một lượng nước uống nhất định. Do đó là cần cung cấp đầy đủ nước uống, nước phải sạch, không nhiễm bẩn, nhiễm hóa chất. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta cần phải là vệ sinh máng uống thường xuyên và cung cấp đầy đủ nước cho chim. Về chăm sóc cho chim, trước hết là chăm sóc chim sinh sản. Khi chim được khoảng từ 5 tháng rưỡi đến 6 tháng tuổi và có hiện tượng ghép đôi thì chúng ta sẽ đưa vào cái lồng nuôi sinh sản. Và lúc này chúng ta chuẩn bị cái ổ đẻ. Ổ đẻ cho chim thì chúng ta phải lót rơm khô. Và trong thời gian này
chim là chim tơ cho nên nó chưa có quen việc chăm sóc trứng. Khi mà nó đẻ có thể là ấp trứng và nó bơi trứng ra ngoài. Do đó hàng ngày bà con cần phải quan sát và nhặt trứng đưa vào ổ đẻ để tránh hiện tượng là trứng nó rơi và bể. Và đối với chim tơ á, thì cái trọng lượng trứng nó có thể là nhỏ hơn so với trung bình. Trung bình thì nó khoảng từ 20 đến 25 gram. Khi mà trứng nó quá nhỏ như vậy thì chúng ta nên loại đi. Bởi vì khi đó mà các cái trứng này mà nó nở ra thì trọng lượng chim nó rất là nhỏ và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chúng ta nuôi dưỡng sau này. Thông thường á, chim nó đẻ xong thì nó sẽ ấp ngay. Sau khi ấp khoảng 10 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra trứng. Chúng ta sẽ loại bỏ những trứng không phôi hoặc là trứng bị ung, bị hư. Chúng ta tiến hành loại bỏ kịp thời. Đối với lại trứng còn lại thì chúng ta sẽ đem gửi cho cái ổ khác nó ấp. Làm như vậy thì giúp cho con chia cặp chim này nó sẽ sinh sản tiếp. Như vậy sẽ hạn chế được cái thời gian mà chim nó chỉ ấp có một trứng kéo dài cái thời gian sinh sản và thời gian nuôi nó hơn. Nơi ấp trứng của chim á, cũng như là cái nơi mà cái lồng chuồng chim sinh sản thì cần phải đặt ở nơi yên tĩnh, tránh những tiếng động. Thì sau khoảng 18 ngày thì chim bắt đầu là mổ vỏ ra. Thì chúng ta quan sát nếu mà một số chim nó yếu, nó không mổ vỏ ra kịp thời thì chúng ta phải hỗ trợ để gỡ cái vỏ nó ra, giúp cho chim nó ra để tránh cái hiện tượng là chim nó bị chết ngạt. Trong thời gian mà chim còn theo mẹ là khoảng từ 20 đến 28 ngày đó, thì chúng ta cần thường xuyên thay cái ổ lót. Định kỳ có thể là 3 đến 5 ngày chúng ta thay một lần. Và khi chim mà nó được 7 đến 10 ngày tuổi, chim non nở ra được 7 đến 10 ngày tuổi thì lúc này là chim mẹ là bắt đầu đẻ cái đợt trứng thứ hai. Lúc này chúng ta sẽ đưa một cái ổ đẻ mới vào để cho chim đẻ. Nếu như chúng ta nuôi chim để dỗ béo lấy thịt thì chúng ta sẽ tách ra từ khi chim ở 15 đến 20 ngày. Nếu mà chúng ta nuôi chim mà để lấy giống thì chỉ tách ra khỏi mẹ từ 28 đến 30 ngày. Sau khi mà tách ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành sát trùng cái chuồng trại ổ đẻ. Chim giò mà chúng ta tách ra thì sẽ đưa vào cái ô nuôi 45 45 45, là khoảng 4-6 con trong một ô nuôi. Và khi tách ra như vậy, chim non nó còn yếu, khả năng tiêu hóa nó kém và cái sức đề kháng cũng kém. Vì vậy chúng ta cần phải bổ sung các chất khoáng vitamin A, D và các loại vitamin nhóm B vào cái nước uống cho chim để tăng sức đề kháng cho chim. Trong giai đoạn đầu thì có một số chim nó chưa có quen mẫu thức ăn, do đó là chúng ta cũng cần phải hỗ trợ cho chim và tập cho chim nó quen bằng việc mổ thức ăn. Kính thưa bà con, đối với loài chim bồ câu có sức đề kháng rất là cao, tuy nhiên thì khi mà chúng ta nuôi công nghiệp, chúng ta cũng phải thực hiện cái vấn đề phòng bệnh để hạn chế cái dịch bệnh xảy ra. Vấn đề phòng bệnh vệ sinh sát trùng chuồng trại chúng ta phải được thực hiện nghiêm ngặt, là định kỳ chúng ta sẽ sát trùng chuồng trại một tuần một lần. Bà con có thể mua các loại thuốc sát trùng thông thường trên thị trường. Và chúng ta sẽ dọn quét chuồng trại định kỳ khoảng là 2 tuần một lần. Chúng ta sẽ thu gom phân rác. Và để tránh cái hiện tượng có cái mùi hôi thì bà con có thể sử dụng một số hoạt chất để chúng ta trộn vào thức ăn để nhằm hạn chế cái mùi hôi ở trong phân. Kính thưa bà con, trên đây là chúng tôi đã trình bày một số kỹ thuật về nuôi chim bồ câu công nghiệp. Kính chúc bà con nuôi thành công và đạt hiệu quả tốt. Thân ái kính chào. Chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.